Hello, chào mọi người. Chúc mọi người một ngày thật nhiều sức khỏe ha. Thì đầu video thì mình chỉ xin chào mọi người cái rồi bắt đầu mình mới tiến hành làm ha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người là mời ghè xào với củ hành tây ha. Đây là mời ghè ha. Đây là hai củ hành tây ha. Cái này là đều rồ niêm của nó là lá lớp ha mọi người. Thì nguyên liệu thì có mời ghè, củ hành tây, lá lớp, củ tỏi, hai trái ớt, hai trái tỏi, và đây là ngỡ ha mọi người. Đây là một miếng ớt sa tớ hay là sa tớ mua ha, mình có làm cái ủ sa tớ này luôn thì mình chỉ nêm có ít thôi. Cái đây là đường ha mọi người, này một tí muối ha, một tí bột ngọt, tí nước mắm. Thì bây giờ mình sẽ thái cái mồi ghè ra ha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ thái ra, mình sẽ làm ha, và mọi người từ cùng làm ha. Cái này mình xào để ăn cơm đó mọi người, hoặc là ăn bánh mì rồi gì cũng được ha. Thì nó cũng rất là làm rất là đơn giản thôi. Thì mình là chuyên gia gì làm thì chủ yếu là cuộc sống hàng ngày thôi mọi người. Thì có gì mình làm đấy thì chủ yếu mình hướng dẫn cho mọi người làm luôn ha. Có những đầu bếp thì người ta khác rồi ha, còn những các em các cháu mà nó mới lớn rồi nó chưa có biết làm á mọi người, thì nó có thể coi ở trong này mà nó học nó làm nha mọi người. Thì cái này là cuộc sống nó đơn giản thôi. Thì có nhiều đứa nhỏ nó không biết làm, thì mình chủ yếu một cái đơn giản nhất là mình chỉ cho các cháu và các em nó có thể học hỏi và làm món ăn tại nhà khi cha mẹ đi làm bận việc á mọi người. Thì các cháu nó có thể nấu bữa cơm cho cha mẹ cũng được, nó rất là đơn giản, không có gì khó. Thì nguyên liệu thì mình chủ yếu đi mua gì mình có thể mua mọi người, mình bỏ tủ lạnh á, rồi các cháu nó lục ở trong tủ lạnh ra nó làm, nên có 15 16 tuổi thì nó cũng thở biết nấu được hết rồi. Hướng dẫn là đơn giản nhất đó cho mọi người làm thôi, chứ không có cái gì giấu hết nha. Mình sống mình ăn hàng ngày, mình nấu ăn hàng ngày thì mình hướng dẫn cho mọi người làm thôi. Thì mọi người coi mình thấy hay thì học hỏi thêm, còn mấy là mọi người có thể tham khảo thêm những cái cách thức mọi người đó. Mọi người làm ở khác thì nguyên liệu mình cũng đã sắp xong ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm mấy cái này ha mọi người. Thì trước tiên thì mình sẽ đây của mình tay ha, mình sẽ cắt ra, thì mình chẻ đôi ra xong rồi mình sẽ cắt như vậy là được, chứ đừng có nhỏ quá ha mọi người, mình xào quá chút nữa nó còn tê. Mình sẽ bỏ nó đây ha. Món này là nhanh nhất nha mọi người, làm rất là nhanh. Này mà nhậu rồi khâu hết sạch luôn. Thì ớt mình cũng cắt ra luôn ha. Thì nó có chỉ có hai trái ớt thôi, tại mình xào mọi người thì không nên cay quá. Đó, mình sẽ bỏ vào một góc đây luôn ha. Củ tỏi thì mình cũng đập vào luôn ha. Thì chút nữa mình phi với mọi người, mình phi sao nó dầu nó thơm rồi mình sẽ đổ cái phi vô. Thì cái lá lốt mình cũng cắt luôn ha mọi người. Thì hôm nay mình làm xong rồi mình dọn dẹp, cái bắt đầu mình sẽ tiến hành nấu á, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm luôn. Cái lá lốt này ăn rất là tốt sức khỏe nha mọi người. Nhà mình có trồng đủ hết. Thì cái phần này mình sẽ đỡ ở góc đây ha, chút nữa mình niêm ha mọi người. Cho nấu mọi người thấy nó cũng bờ bộn lắm, nhiều lắm chứ. Đồ nó nhiều. Thì mình sẽ đỡ tạm ở đây ha. Xong rồi đó ha mọi người, bây giờ mình chuẩn bị tiến hành nấu ha. Đây là sẽ cho nó khô, mình sẽ cho tí dầu vào ha. Cái này nó cái chảo mình ướp mình sơ với mọi người lâu cho sạch ha, tại cái này biết mình từ
sẽ cho một xíu dầu vô ha, tùy theo mọi người ăn dầu ít hay nhiều nha mọi người. Mình nhắm xào mình làm cho nó vừa đủ cái độ xào nấu nó ngon rồi đó. Để cái chảo đây mọi người thấy vậy cho nó rất là ít dầu. Thì khi mình đổ dầu vào rồi mình sẽ bỏ tỏi vô ha mọi người, tỏi để mình bật lại cái này. Xào này nó có tỏi nó mới thơm được. Khi nào cái tỏi nó vàng rồi mình muốn bỏ cái nồi gà vô nha mọi người. Và thì mình sẽ tiến hành bỏ vô. Đây, bây giờ mình sẽ tạm ngưng lửa một tí ha, lửa nhỏ đây. Thì mình sẽ bắt đầu cho nguyên liệu vô hết mọi người. Đây mình sẽ cho 2 muỗng nước mắm này thôi nha, tại vì mình xào á không nên nhiều quá nó mặn nha mọi người. Muối nè, muối thì chắc một chút xíu là được rồi. Đường nè, đường thì có thể cho thêm nửa muỗng thôi ha. Thì bột ngọt thì rất là ngọt, thì nhà mình ăn bột ngọt nhiều thì mình cho chắc bao nhiêu đây nè. Cái này ăn lỡ ha mọi người, lỡ thì mình cũng phải cho một chút xíu nha, nhiều ít không nha mọi người, tại vì cái này ngọ thiệt nó vàng lắm. Thì cái này mà mình muốn có cái sa tớ mọi người, thử nó thơm á, thì mình lấy cái muỗng múc đường này mình múc ha, mình cho một muỗng thôi ha, để cho nó thứ nhất là nó tạo cái nào một chút nữa ăn nó rất là thơm ha mọi người. Tại sa tớ trong này nó cũng có sẽ đi nó xong rồi đó, thì nguyên liệu mình cũng đã nhìn đủ ha. Bây giờ bắt đầu tiến hành mình xào nha. Mọi người sao vàng cho nó đẹp đều không vô, cái là khi mình gia vị vô là nó khác và nó đẹp, rất là đẹp. Mấy cái thứ này thì nó rất là dễ làm mọi người. Tớ thì có thể không, mình không làm bằng ở tại nhà, có thể ra mua cũng được, thì ta cũng có bán. Thì cái này mình có tớ mình sử dụng rất là ít, ở trong những cái món ăn rất là ít. Còn nếu sử dụng nhiều là mọi người tự làm á, nó thơm quá rồi thơm. Mình sẽ tăng lửa lên mạnh lên. Mọi người á, xào cái này á, chứ các em nấu á, thì các em phải để ý nè, là khi cái mồi gà nó chín rồi mình mới bỏ cái hành bay này vô nha. Tại vì cái mồi gà nó lâu chín, còn cái hành bay rất là nhanh chín. Thì mình sẽ làm cho cái này nó chín đi rồi mình mới bỏ cái hành bay vô. Nó thơm, nó thơm lắm, nó ngon lắm nè mọi người, quá tuyệt vời luôn. Thì cái này nó cũng đã chín rồi đó mọi người, bây giờ mình sẽ bỏ hành tây vô ha. Thì hành tây với ớt mình sẽ cho vô cùng một lượt nha mọi người, còn cái lá lốt này chút nữa từ nào sắp múc ra thì mình mới dùng ha, mình mới dùng ha. Đó, bây giờ mình sẽ đảo đều ra. Thì cái hành tây này á, đừng có xào chín quá, nó sẽ mất đi cái độ ngọt, mà cũng không nên chín quá, mọi người phải xào vừa thôi, vừa chín rồi ok. Này mình xào 2 củ hành tây rồi mình thấy nó cũng ít, thì tại nhà có 4 người ăn thì mình thấy xào như vậy cũng là ok rồi mọi người. Nếu mà nhậu mà 2 người một dĩa này thôi đó ha, uống mấy chiếc ngoài à. Mọi người 5 lon bia mới hết được cái đĩa màu này ha. Này là với bánh mì nữa thôi, ngon lắm nhưng mà thì cứ từ từ ra nó gì đâu.
xào cho cái hành tây nó chín nha. Thơm quá mọi người ạ. Chưa thơm. Có cả xà tớ nữa nè. Trời, nó xong có mùi lên hay kiểu gì. Thấy cái củ hành tây mà nó hơi mì, nó hơi xịu là nó bắt đầu nó chín rồi nha. Thì cái này nó cũng còn chưa chín ha. Thì bây giờ nó cũng sắp chưa chín rồi. Thì trong thời gian này mình sẽ đi lấy ha, mình sẽ đi lấy cái đĩa ha mọi người. Đó mọi người, thì mình cũng đã làm xong cái món mờ gà xào với củ hành tây ha. Thì trong này là mình có niêm cái đó lớp nè, thì bây giờ mình sẽ review thử cho mọi người ha. Rồi món ăn như thế nào, cho nãy giờ mình xào mình thấy nó cũng ấy lắm. Thường là mình nấu mình không quấy, mọi người mình niêm nó cũng quen rồi đó. Mình chỉ cần theo cái tầm là mình sẽ biết là nó vừa ăn hay không thôi. Thì đây ha mọi người. Đây, mời cả nhà dùng cái món mờ gà xào củ hành tây dưới Lê Minh ha. Mời cả nhà. Thịt cả nhà cho nó ngon, nó quá là ngon luôn. Đó. Không biết cái đường nào tả nha. Thứ nhất là mình sẽ nói từng thứ nha. Cái mờ gà thì nó rất là giòn, cái củ hành tây nó ngọt mà nó giòn, nó cũng giòn, nó ngọt, nó thơm, ngon. Thứ hai là cái này nó mình có bỏ sa tớ á mọi người, thì nó cũng cay cay the rất là ngon, tại vì nó mình ăn rất là cay. Mình thấy nhiều sa tớ đó nó chỉ có the thôi chứ không được ấy lắm, nhưng mà theo là mình là mọi người ăn rất là cay. Thì mình sẽ review thêm một miếng nữa ha mọi người. Thì thường là phải review phải đôi hai miếng đỡ cái cảm nhận nó chính xác hơn ha. Đây, mời mọi người nha, mời cả nhà cùng dùng ha. Mờ gà mà sao dưới này mình uống bia mọi người, thôi nó tuyệt lắm nha, hoặc là ăn cơm nó cũng ngon nữa. Mời mọi người cả nhà. Ngọt ấy nha ha. Ngon lắm rồi. Mình nói cái này đây, cái mờ gà này mua cũng rất là dở mọi người. Cái hành tây thì cũng ấy rồi, nếu mọi người có thể xào nó chín chín hơn chút á, ăn nó cũng ngon. Còn này nó vừa chín tới, nó ngọt lắm mà nó giòn lắm mọi người. Đó, mình cũng hướng dẫn cho mọi người làm một cái món ăn nó đơn giản nhất tại nhà ha. Đó, tại nhà đơn giản nhất nha mọi người. Thì thôi thì cuối chương trình thì cuối video thôi, thì xin chúc cho mọi người một ngày thật nhiều bình an và nhiều sức khỏe. Mọi người nhớ ủng hộ Lê Minh, rồi đăng ký và mở chuông á, rồi thông báo cái video mới nhất cho mọi người cùng xem, và mọi người cùng ủng hộ cho Lê Minh ha. Thì không có gì, xin chân thành cảm ơn mọi người và các bạn và các em ha. Xin chào mọi người.